tên lửa đẩy Super Heavy sẽ được chào đón trở lại trái đất với những cánh tay robot rộng mở. Người sáng lập SpaceX Elon Musk, tầm nhìn đầy tham vọng về tàu vũ trụ Starship thế hệ tiếp theo là một trong những khả năng tái sử dụng nhanh chóng. Khởi chạy nó, mang tên lửa đẩy trở lại, làm mới nó, nhanh chóng khởi động Starship khác. Một phần của tầm nhìn đó liên quan đến một phần kỹ thuật khá hoang dã, tháp phóng và bắt. Vào Chủ nhật, Musk đã tweet một video bao quát về tòa tháp với thông điệp ngắn gọn, tháp phóng và bắt tàu sao. Đoạn video dài 31 giây cung cấp cho chúng ta một chuyến tham quan trực quan về cấu trúc. Trong đó có một cánh tay được tạo ra để bắt một bộ tăng lực Falcon Heavy quay trở lại sau khi nó hoàn thành công việc hộ tống một phi thuyền khỏi tảng đá này. Tòa tháp, nằm tại cơ sở Starbase của SpaceX ở Texas, đang được phát triển cùng lúc SpaceX đang làm việc để đưa nguyên mẫu Starship vào quỹ đạo lần đầu tiên. SpaceX đang chế tạo Starship như một phương tiện đa dụng có thể chở con người lên mặt trăng và sao hỏa, đồng thời hoạt động như phương tiện di chuyển giữa các địa điểm trên trái đất. Musk, người nổi tiếng có ước mơ lớn, đang hy vọng có thể bay lên quỹ đạo bằng con tàu vũ trụ sáng bóng vào đầu năm nay và thực hiện hàng chục chuyến bay thử nghiệm trong năm 2022. SpaceX vẫn đang chờ xem liệu Cục Hàng không Liên bang có cấp giấy phép phóng cho phi thuyền quỹ đạo cất cánh từ Texas hay không. Rất nhiều điều phải xảy ra với chuyến bay thử nghiệm đó và những phát triển khác trước khi chúng ta có thể thấy tòa tháp cố gắng bắt một tên lửa đẩy. Musk đã gọi công cụ bắt người máy là Mechazilla. Tháp cũng được thiết kế để hỗ trợ các hoạt động phóng. Các vụ phóng thử nghiệm của tàu Starship đã chứng kiến cả thành công và vụ nổ, do đó, tháp phóng cũng có thể phải đối mặt với một số thời điểm căng thẳng khi và nếu nó cuối cùng được chứng kiến hành động. Như Musk đã tweet vào năm ngoái, thành công không được đảm bảo. Nhưng sự phấn khích thì có. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!